Kế tiếp, xin mời quý vị theo dõi bài phóng sự cộng đồng Minnesota tưởng niệm chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Tường Vi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào trưa thứ Tư ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại bức tường đá đen, một phái đoàn đồng hương Việt Nam đã trang trọng cử hành nghi thức tưởng niệm các chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Phái đoàn này đến từ tiểu bang Minnesota trên một chuyến xe bus có sức chứa là 50 người. Viếng thăm Hoa Thịnh Đốn là trạm dừng chân của phái đoàn trước khi đến thành phố New York để tham dự cuộc diễn hành đa văn hóa đang được diễn ra ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2009. Chúng tôi là phái đoàn của người Việt tại Minnesota. Chúng tôi tham gia cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 24 tại thành phố New York vào ngày 27 tháng 6. Trên đường đi, chúng tôi có ghé về đây, tất cả phái đoàn chúng tôi, để làm một cái lễ tưởng niệm nhớ đến 58.000 chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Ý nghĩa đặc biệt này là chúng tôi muốn dương cao lá cờ tự do của chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và để khẳng định cho người ở trong nước cũng như ở ngoại quốc biết rằng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tranh đấu và đòi tự do cho dân tộc chúng ta. Được biết, đây là lần thứ hai phái đoàn người Việt tại Minnesota viếng thăm đài tưởng niệm. Ngoài các quý vị cao niên và thành viên của cộng đồng, còn có các thanh thiếu niên tháp tùng. Dạ, con thấy con rất là vui tại vì con được thấy những cái tên của những người mà thật lòng yêu nước Việt Nam này. Muốn trả ơn cho người Mỹ về những việc người Mỹ đã làm cho người Việt Nam mình. Qua nghi thức tưởng niệm và việc giáo dục các em, ý thức về lòng biết ơn của cộng đồng Việt Nam chúng ta đối với các chiến sĩ đã hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do, ít nhiều đã tạo được sự cảm nhận ưu ái của các du khách thăm viếng khuôn viên đài tưởng niệm vào trưa thứ Tư ngày hôm đó. Tường Vi xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.